Xin chào quý vị và các bạn. Đây là đường Ngô Gia Tự, một trong những tuyến đường quan trọng của quận Long Biên, vốn là một đoạn của quốc lộ 1A. Còn đây là cây cầu Đuống hiện hữu, kết nối quận Long Biên và huyện Gia Lâm qua dòng sông Đuống. Cây cầu này được coi là một chứng nhân lịch sử của Hà Nội, là sự kết hợp giữa cầu đường bộ và đường sắt trên tuyến đường thủy sông Đuống. Tuy nhiên hiện tại đường Ngô Gia Tự trông như một cái tuyến đường cụt, với nút thắt lớn lại nằm ở chính cây cầu Đuống hiện hữu nhiều năm qua. Cây cầu không những gây cản trở giao thông đường thủy mà còn là cái điểm nghẽn trên tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội sang các khu vực phía đông, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Chính vì thế mà Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai một dự án trị giá hơn 1.800 tỷ đồng nhằm nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống với hai hợp phần quan trọng là cây cầu Đuống mới và cầu đường sắt mới qua sông Đuống. Cầu Đuống hiện hữu sẽ được thay thế bởi một cây cầu đường bộ mới trong phân kỳ giai đoạn 1, nối thẳng đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên và đường Hào Huy Tập, huyện Gia Lâm, bên kia dòng sông Đuống. Còn cầu đường sắt mới sẽ nằm cách đó khoảng 100 mét về phía thượng lưu, ngay sát cây cầu Đuống hiện hữu. Dự án cũng nhằm cải thiện tĩnh không và giới hạn thông thuyền, tạo thuận lợi lưu thông cho các phương tiện đường thủy trên sông Đuống. Dự án này thì được khởi công đến nay cũng đã gần một năm rồi, nhưng công tác thi công thực tế mới được khoảng 7 tháng nay. Hiện tại mình đã thấy xuất hiện những cái mố trụ mới ở cả hai hợp phần xây dựng, cầu đường sắt và cầu đường bộ. Mũi thi công trụ cầu đường sắt đang triển khai tốt hơn, có nhiều mố trụ hoàn thành hơn. Trong khi mũi thi công cầu đường bộ thì hai phía đầu cầu vướng khu dân cư hiện vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa bàn giao mặt bằng. Trước tiên thì mời quý vị đến với mũi thi công cây cầu đường bộ mới qua sông Đuống, nối đường Ngô Gia Tự của quận Long Biên và đường Hào Huy Tập của huyện Gia Lâm. Ở bên phía quận Long Biên thì khu vực này vẫn còn nguyên một cái khu dân cư và một phần nhà máy xí nghiệp. Do cầu Đuống mới sẽ được đầu tư làm hai phân kỳ giống như cầu Vĩnh Tuy, với dự án hiện tại sẽ là cái phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư từ ngân sách nhà nước, nên mình chưa thấy thông tin chốt phương án giải phóng mặt bằng. Nghĩa là phương án giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành một lần hay cũng chia làm hai phân kỳ, như là khả năng sẽ là Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội cùng kết hợp giải phóng mặt bằng một lần cho cả hai giai đoạn. Còn về sau khi nào thành phố triển khai giai đoạn 2 cho cầu Đuống mới thì hiện chưa rõ. Ở đây là đường Hào Huy Tập ở bên phía huyện Gia Lâm. Cầu đường bộ mới dạng dây văng sẽ rộng khoảng 18,5m, chiều dài toàn tuyến của cầu đường bộ là khoảng 700m, trong đó phần cầu là dài 382m, đường dẫn dài 318m. Cầu này có tổng cộng 6 làn xe cơ giới, tuy nhiên ở phân kỳ giai đoạn 1 thì chỉ đảm bảo khoảng 4 làn xe. Hiện tại thì mũi thi công ở đây đang triển khai khoan cọc nhồi cho hai mố trụ nằm dưới lòng sông. Một mố trụ sát chân đê thì đã đúc xong phần xà mũ rồi. Đây là cái mố trụ ở bên phía huyện Gia Lâm, vẫn đang khoan cọc nhồi, trong khi cái khu dân cư ở bên này thì vẫn y nguyên, chưa có dấu hiệu giải tỏa hay là di rời. Liên danh trúng thầu dự án này bao gồm công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, công ty cầu 14 và công ty thiết bị xây dựng Nam Anh. Dự án này được khởi công từ hồi tháng 7 năm 2023, dự kiến sẽ thi công trong khoảng 2 năm, hoàn thành vào năm 2025. Còn đây là các cái mũi thi công hợp phần cầu đường sắt mới nằm sát ngay cây cầu Đuống hiện hữu về phía thượng lưu. Như vậy là riêng dự án này triển khai đã có tới 2 cây cầu mới bắc qua sông Đuống. Mũi thi công này đang thi công được nhiều mố trụ hơn. Riêng bên phía quận Long Biên mình thấy đã có 3 mố trụ được hoàn thành. Phạm vi của hạng mục cầu đường sắt có chiều dài khoảng 1.000m. Tim cầu đường sắt mới cách tim cầu Đuống hiện hữu về phía thượng lưu khoảng 16,5m. Theo thiết kế thì cầu đường sắt gồm 6 nhịp dầm thép và cái dàn thép nó sẽ dài khoảng 280m. Tốc độ thiết kế 80km/h, bề rộng khoang thông thuyền lớn hơn 50m. Ở bên phía Gia Lâm mình cũng thấy đã có 3 mố trụ được hoàn thành. Vị trí của cầu đường sắt mới trùng với vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1. Và do nằm sát tuyến đường sắt hiện hữu nên gần như nó không vướng khu dân cư mấy. Sau này chắc là cái tốc độ thi công cũng sẽ trơn tru hơn. Hiện tại cũng sắp tới mùa mưa lũ hàng năm trên sông Hồng, sông Đuống rồi. Và với cái tiến độ thi công như hiện tại, có thể cái mũi thi công cầu đường bộ sẽ bị ảnh hưởng khi vẫn đang thi công hai mố trụ ở dưới lòng sông. Đây là một cái dự án giao thông quan trọng mà khi hoàn thành, nó không những góp phần thay đổi rất lớn bộ mặt đô thị, mang đến cơ hội phát triển kinh tế hạ tầng, giá trị bền vững cho khu vực Đông Bắc thủ đô Hà Nội nói chung và khu vực các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đông Anh nói riêng. Dự án sẽ mang lại cho người dân một lộ trình di chuyển dễ dàng,
từ Long Biên qua huyện Gia Lâm và tỉnh Bắc Ninh, nhưng cũng là cái dấu chấm hết cho cây cầu Đuống hiện hữu. Kênh Hà Nội 24 giờ sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn ở dự án cầu Đuống mới này. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.